Ê, đừng 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 cản bộ chứ, đừng 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 cản bộ, đừng cản bộ, đây, ngoan 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 ngoan. Ê, đừng 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 cản bộ, ôi trời. Con dữ ghê. Ngoan nào, ngoan nào. Không, 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 lại bộ, lại bộ, lại bộ, lại bộ tướng nào, bộ tướng nào, bộ A, bộ tướng, bộ tướng, bộ tướng nha. Thế, bộ tướng nha. Ở đây mặc biển nào. Thế. Tóc kia giỏi quá hà. Tóc kia giỏi quá. Có mặt biển, có mặt biển nha. Mặt biển vào các mặt biển nào rồi bôi thuốc này ha. Hello everyone. Thì bây giờ mình cùng bố Tùng. Hôm nay thì mình có nhờ bố Tùng tới đây để mà bôi thuốc cho bé nha, bôi thuốc nấm và là tập cho bé uống sữa nha. Mình có tập cho bé uống sữa nhưng mà bé không uống thì hôm nay mình có một ý tưởng là sẽ bơm sữa vào cái ống tiêm để mà bơm trực tiếp vào miệng của bé nha. Thì hôm nay có nhờ bố Tùng là phụ giúp. Rocky hôm nay khỏe quá ha, Rocky đẹp trai quá ha. Hello everyone, xin chào tất cả mọi người. Thì mình vừa rồi có nghe thông tin bố Tính có giải cứu thêm một bé khỉ đấy mọi người. Chào con, chào con. Thì nghe bố Tính có chia sẻ với mình là bé khỉ này không chịu uống sữa và rất là lười ăn và hay cắn nữa. Thì hôm nay mình sẽ giúp bố Tính tập cho bé này uống sữa nha mọi người. Cho Rocky uống sữa trước đi hả? Dạ dạ, em cho Rocky uống sữa. Rocky ơi, sữa con này. Đây con. Rocky uống sữa giỏi không bố Tính? Thì từ sau khi mà tiêm tiêm thuốc bổ vào thì bé uống sữa rất là nhiều. Ui giỏi vậy, Rocky giỏi quá. Hôm nay có thể thấy là mập hơn đấy. Lâu ngày không gặp Rocky, chỉ nhìn qua video thôi thấy Rocky rất là đẹp trai ha. Nhưng mà Rocky vẫn chưa tăng cân bằng Happy đâu nha. Rocky đang bị suy dinh dưỡng mà cần thời gian chăm sóc cẩn thận. Giỏi quá. Bạn kia không uống sữa luôn hả? Không uống luôn, chỉ ăn trái cây thôi. Hôm nay thì nếu mà tập cho bé uống mà bé không uống nữa thì mình sử dụng biện pháp là bơm sữa vào xi lanh và cho bé uống. Cho bé quen mùi dần á. Ok giỏi quá. Mà nếu mà bé không chịu uống nữa thì chắc phải cũng như lúc kia là phải đi tiêm thuốc bổ. Để cho bé là kích thích sự thèm ăn, thèm uống. Em cho Rocky tiêm thuốc bổ được mấy lần rồi? Rocky tiêm thuốc bổ được 2 lần rồi. Tiêm định kỳ luôn hay sao? Không, 3 lần rồi, 3 lần, cứ 1 tuần 3 lần. Nay vừa rồi là vết thương của Rocky lộ. Em thấy tiêm 3 lần nhưng mà em thấy là ổn rồi nên em không tiêm nữa. Rocky hero, Rocky rất giỏi. Nhìn bé khỉ nào cũng lành lặn sau những lần trải qua vết thương thì rất là vui mọi người. No rồi. No rồi đấy. Bố Tính lấy dùm cái khăn để lau qua cho em đi. Để lấy khăn lau miệng cho em nha. Đây dậy được. Đây, đưa bố lau miệng nè, lau miệng để cho anh uống sữa nha, tập cho anh uống sữa nha. Bố lau miệng nè, lau miệng cho con, con ấy giỏi. Rồi bây giờ anh lại cái bên này, hai bên. Đâu nào, sao lại không chịu uống sữa con trai? Đây, em tập cho bạn uống thử. Uống sữa đi, uống sữa. Này con, sữa này. Uống sữa. Bé này cứ thấy sữa là đẩy ra vậy hả? Đẩy ra. Nè, xem nè. Xin phép mọi người nha, mình phải cố gắng cho bé uống sữa. Không hả miệng luôn hả em? Không hả miệng luôn mà. Này con nè, con uống sữa mới no được chứ, nó mới uống mau đi, lớn uống được sữa nha. Đây nè, giỏi nè. Uống sữa. Ngon nè, ngon nè. Con uống sữa đi. Uống sữa. Uống đi. Giỏi nè. Không chịu uống vào rồi mà cũng không chịu uống. Giỏi bố Tính thương nè. Uống sữa đi. Ngon. Ngon nè. Uống đi. Phải ép cho bé uống sữa mọi người à, nếu không uống sữa thì mọi người thấy em đem bé khỉ này về được lâu chưa? Dạ, đem về cũng được hơn 1 tuần rồi. Bé chỉ ăn trái cây thôi. Mọi người thấy khuôn mặt của bé rất là hốc hác mọi người nè. Mặc dù ăn trái cây nhưng mà không uống sữa thì hàng cũng phát triển đúng được rồi, không đủ dinh dưỡng đâu.
này giỏi nè, con này con uống đi nè. Giỏi. Con uống, con uống đi, con uống đi. Về một tuần lên nhưng mà nó vẫn còn cắn em đấy. Chắc nó bị. Theo dõi video thấy bé Kỷ này sao nó không có nhanh nhẹn em nha. Dạ. Giống như bị trầm cảm vậy. Chắc lúc trước nó bị cú sốc tâm lý gì đó nặng nề. Đây con uống đi, uống đi. Uống đi, ôi, uống đi, uống đi. Giỏi nè. Giỏi, giỏi, giỏi nè. Cô gọi là cô bao sữa. Có. Đưa tay bộ, đưa tay bộ. Chắc có lẽ thì em nghĩ tập vài lần như thế này thì bé sẽ quen. À, con uống đấy, uống đấy. Uống sữa. Dạ con. Uống sữa đi. Dạ. Nuốt, nuốt con nuốt. Nuốt. Nuốt nó, nuốt đấy. Nuốt giống em lúc kia vậy. Nuốt đấy. Nuốt sữa thế này. Nuốt. Dạ nào con. Có bao sữa. Có nào. Bọt đi, bọt cái bên trong sữa chảy vào nó nụ. Rồi đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó cứ cắn chặt cái nấm vú thế này. Uống đi, uống. À đúng rồi, uống đi, uống đi, uống đi. Bọp đi, cứ bọp cho sữa nó chảy vào. Bởi khi này rất là khó cho uống sữa nha mọi người. Con uống đi con, uống đi cho màu lớn nha. Nên đầu tiên thấy một bài khí nhưng mà lại không chịu uống sữa. Em cho trái cây này ăn nhiều không? Trái cây ăn được, ăn cũng được thôi chứ cũng không ăn nhiều, ăn một hai trái thôi. Bé khỉ này thì lớn rồi, mọi người quan sát thì thấy mọc đủ răng rồi đấy mọi người ạ. Mọc đủ răng này. Mặt khóc, mặt con khóc khạc lắm. Con sữa đấy con, sữa ngoan, ngoan. Cái này thì anh nghĩ thì ngày mai em nên đưa đi tới trung tâm để chích thuốc bổ đi. Yeah. Kích thích cho bé ăn nhiều hơn. Dạ. Yeah. Uống sao nó chạy ra ngoài hết vậy? Nó không chịu uống á. Nó không chịu nuốt hả? Nó trụng ra. Giỏi nè. Giỏi nè, giỏi nè. Sữa ngon mà con. Sữa ngon mà. Uống được nhiêu? Uống được có một tí thôi. Đây nè, tiếp nè. Ô nè, hà miếng, con hà miếng này, hà miếng sữa mà. Sữa mà con, đây nè, tiếp nè, sữa. Sữa, giỏi nha, giỏi. Đây con nè. Uống đi con, uống đi, uống đi. Ôi, ngoan, 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 à, ngoan, ngoan. Ôi, ngoan, ngoan, ngoan. Để bố lấy cái khăn nha. Ngoan nha. Đây là lấy cái khăn giúp em. Bè vẫn không chịu uống sữa nha mọi người, dùng biện pháp mạnh rồi nhưng mà bè vẫn hầu như là không chịu uống. Không chịu uống sao lại nữa ấy. Này thì bố lau miệng cho nè. Dạ con nha. Lại kia ông tiêm bơm thử. Để ép như thế này một lần để xem nào. Nếu không được thì phải dùng cái ống bơm nha. Sao vậy con? Sữa con uống sữa đi. Hà miệng ra. Hà miệng ra. Con không chịu uống sữa nhưng con hốc hác lắm. Hà miệng. Giỏi. Giỏi nè. Không chịu hạ. À, Rookie đôi bộ. Rookie đôi lên nè. Rookie đôi sữa. Đây mọi người không chịu uống sữa luôn mọi người ạ. À, lại lâu để bấm cái xi lanh nữa cho nó. Nó tự nó nuốt không? Cái xi lanh để đâu vậy? Rookie đôi bộ hả? Đây. Ngồi đây. Rookie đi bây giờ uống sữa rất là tốt con á. Bởi vì bên này đi chơi chiều uống này mọi người. Con đi chơi hả? Thảo sao? Đi chơi à? Hay. Ngồi đây để bố cho em uống sữa, cho anh uống sữa nha. Hôm nay thì Rosie quay quán nên mình để cho Rosie ở ngoài nhà nha mọi người. Đang chơi ở ngoài kia. Con đôi uống sữa nữa hả? Bịch sữa này là của không được. Không. Bịch sữa bên của con đây này. Sữa của con đây này. Đây. Con đôi uống nữa hả? Lúc kia vẫn uống chưa bữa đấy mọi người. Ui, lúc nãy uống lúc kia uống no rồi mà. Đâu uống tiếp. Đây mọi người thì mình có mua một cái ống tiêm như thế này và mình sẽ bơm sữa vào đây để cho bé khi baby này uống nha. Và lau miệng. Bữa chưa nói chưa? No rồi. Rồi anh lại cái sữa bên đây nha. Bơm đây. No rồi thì ngồi im đó cho ba cho em cho anh uống sữa nha.
là ba tính chăm khéo, nhìn đẹp trai quá. Cắn mà ông bụng cũng sẽ cắn bụng đây này. Có lẽ là bây giờ phải dùng biện pháp mạnh thôi mọi người ạ. À. Sao con không chịu uống sữa vậy con? Đừng có cặn bộ chứ. Nào con xem nào. Xem nào. Hà miệng này. Hà miệng này con hà miệng. Nhất quyết không uống luôn đúng không? Không, không mở miệng đúng chứ. Không mở miệng đi uống luôn. Như vậy thì làm sao được con? Im nào, im nào, im nào. Con chịu khó đi, con chịu khó tí nào. Đưa, đưa cái ống vào con miệng này nữa, bơm. Rồi, 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 bơm đi, bơm đi. Rồi con nuốt, nuốt, tốt, tốt, good, good. Kiểu này được đấy, cho bé uống vài lần đi. Phải uống như vậy. Ok, con qua đây để con phải uống như vậy chứ, uống như vậy mày có sức khỏe. Đi bộ này rồi. Con muốn nữa không? Rocky vẫn không muốn uống hả? Thấy Rocky vẫn đòi sữa thấy vô tính. Chắc đòi thôi chứ muộn. Ừ, con ngồi im nha, ngồi im để ba giúp bố tính cho anh uống sữa nha. Anh lại tiếp cho bạn uống tiếp. Đây nè. Tiếp nào, tiếp lần hai nha. Tập cho quen với mùi sữa đi ha. Như thế này là đâu có được, thấy Rocky uống giỏi không? Rồi hà miệng, có hà miệng. Hà miệng nào? Giỏi nào. Hà miệng. Đúng rồi, hà miệng. Hà miệng. Hả đấy hả? Hà miệng. Giỏi nào. Nhấp cho nó hà miệng này. Hả? À rồi. À rồi, ngoan. Good. Ngon không? Có ngon không? Sữa có ngon không? Hay? Ngon không? Rocky ơi. Đây bố này. Đâu vậy? Này đây Rocky. Này đây con đừng có chạy lung tung nha, lên đây. Thế đi để cho đi chơi đi. Cứ đi để đi chơi để cho bé này uống sữa. Không sao đâu. Cái chương vừa rồi làm như chụp phim là làm sữa rồi. Ổn định hết rồi. Lần trước khi cùng bố tính giải cứu về thì bị bể xương gót chân đó mọi người, hôm nay đã lành hẳn rồi. Đây. Để bạn đi chơi ở dưới, mình cứ cho bạn này uống sữa rồi. Đang tụt mà đang uống sữa tụt mà. Không sao đâu. Không đi đâu đâu, quay quần ở nhà thôi mà. Rocky đi chơi nha. Để ba giúp bố tính cho em cho anh uống sữa nha. Bé này có vẻ uống sữa khó khăn quá nha. Dạ. Bé này sao tiếp nào? Nào con phải chịu khó uống sữa chứ, làm sao mà khổ vậy hả? Hà miệng nào? Con uống sữa được là bố đau lòng này, bố tính đau lòng này. Thôi. Này nè, không được giữ cái tay. Hà miệng đây. Hà miệng nào. Rồi, ngoan. Rồi, bố thương. Rồi tiếp đi. Ngoan. Rồi, Rocky à. Ngoan. Tiếp. Uống nhiều vào, cho uống nhiều vào. Tay chân của bé sao mà bị đỏ vậy? Bị nấm hả? Bị nấm đó. Xong anh bôi thuốc nấm cho em vậy luôn. À rồi. Đây, tiếp nào con nào. Sao mà con không uống sữa vậy? Hà miệng đi con. Mình đã giúp đỡ các bé khỉ rất là nhiều, nhưng mà lần đầu tiên thấy bé khỉ này từ chối sữa đấy mọi người. Không hiểu lý do vì sao. Đây con. Nè, giỏi nè. Giỏi. Rồi. Ngoan. Đúng rồi, chính xác. Good. Ngon, good. Ngoan. Uống sữa mà như uống thuốc đấy mọi người. Khổ quá. Bộ thương. Thế nha. Ngồi như ông đi rồi. Sao. Thế nha. Tiếp nào. Tiếp đây.
Con không uống sữa thì làm sao con lớn được con trai. Đây nào, tiếp nha. Này giỏi. À, sữa mà. Hà miên đi. Hà miên. Sữa nè. Sữa mà. Rồi, ngoan. Chịu khó nha con. Muốn tốt cho con mà. Chỉ muốn tốt cho con thôi. Đưa tay bộ nha. Hey, con bị con lười uống sữa quá cho nên bố phải vậy. Thông cảm nha. À, tiếp nào. Rồi, ngoan. Good. Rồi, good. Rồi. Này, lau cái miệng. Lau miệng. Tí xíu là đi tắm lại đi ha. Ok ơi. Đi đâu vậy? À, bộ đây. À, bộ đây này. Con đi chơi đi nha. Lucky đây này, đi chơi đi nha. Đi chơi đi, bố cho ăn uống sữa đấy nha. Rồi, tiếp nào. Giữ cái tay nha. Còn này con phải uống thêm sữa nha. Sữa cho mau lớn nha, mỗi lần như thế này mất thời gian lắm. Hà miên, có hà miên. Hà miên. Rồi. Có hà miên nào. Hà miên. Làm thế nào? Bơm một bên khóe này cũng được. Bơm sau miệng sau uống xuống dưới bụng là được. Đó, bơm bên khóe cũng được. Ngoan thôi. Cho nghỉ một tí đi. Cho nghỉ một tí. Nó còn lại được ra đây cũng thấy nhiều nữa đó. Về tội bơm lại. Chắc có lẽ bây giờ thì mình sẽ khi nó cho bẻ uống sữa thì mình sẽ sử dụng cách này nha. Mình sẽ nhờ một người nào đó bơm sữa vào cho bé này, tập cho bé này uống quen với sữa. Thì không biết sau này thì bé có chịu bú bình không nha. Bố xem chân nè, sao mà đỏ hết thế này. Giờ anh nên bổ thuốc cho em vậy. Cái này là bị nóng rồi. Ừ. Bố tính có găng tay chưa? Chưa. Nên ồ, có cái mua cái vòng cổ nữa chứ. Vậy thì bây giờ bôi ở phần chân và tay trước đi. Ngon nha. Có ngon nha. Cho con sữa mà phải cho con thuốc đâu. Con khó chịu vậy. Kì đâu, kia đi vào đây. Lúc kì. Thuốc này thì bác sĩ chỉ định cho bôi một ngày mấy lần? Bôi một ngày 3 lần. Kỳ ngoan quá hả? À, từ khi nọ thì rửa qua được mũi rồi. Rồi. Con phải chịu khó uống sữa chứ con. À. Sao con lười uống sữa vậy? Xấu hổ hả? Chơi một mình thôi, không chơi với ai cả. Không chịu chơi, không chịu ăn, chịu uống gì cả. Như kiểu tự kỷ á. Tay bực ha. Bây giờ thì nhờ bổ tông bổ thuộc trị nấm cho con nha. Anh vừa quán được mùi nhá. Rồi. Nước muối đổ ra đây ha. Đây là nước muối đây mọi người. Đây nè. Bây giờ thì bắt đầu Lucky con ngồi ngoan nha. Vệ sinh chân của bé bằng nước muối và thoa thuộc trì nấm nha. Anh cũng đỡ rồi đấy. Lúc trước còn lờ nữa đi. Một ngày phải thoa mấy lần? Thoa tầm 3 lần. Anh thoa xong anh để vô khô rồi mày. Rồi. Ngoan. Một mình bố tính chăm sóc như thế này chắc là cực lắm đây.
ăn con bữa đấy mà bữa đấy mà. Mọi người quan sát xem cái lòng bàn chân của bé khỉ này là đỏ hỏn lắm mọi người ạ. Cái này là do nấm gây ra đấy. Ngựa. Ừ. Nó có gãi nhiều không em? Cũng như là không, hàng ngôi như cục đất vậy thôi. Bị gãi lắm. Cái nấm này nó không biết có lây, em có hỏi bác sĩ thì có lây không, nếu mà có lây thì phải cách ly với lại Rosy và Rocky ra nhé. Dạ. Rồi chân kia nào. À, bây giờ sẽ bôi cái phần chân trước đi Tính hả? Rồi em tranh thủ xuống dưới chỗ trung tâm y tế để anh lát nữa anh đi giúp cho. Yeah. Ở đây gần này không? Gần. Nếu mà gần thì để anh xuống anh mua giúp cho, để về đeo cái cổ lại vì cái thuốc này nó cũng độc đó mọi người, nếu mà để bé mút vào trong cơ thể thì không tốt đâu. Trước mắt là bôi phần chân đi ha. Dạ. Yeah. Trước mắt là bôi phần chân thôi mọi người. Sao có? Này, Rocky qua bôi kính đi nào. Cho bà ba tháo này tay nè. Sao không? Không xưa được không? Thử đưa bao xem thử bè uống không? Không uống. Con ngồi gì vậy? Đưa bụng qua. Đưa ra. À. À, không được ngầm ra. À. Ủa? Con uống hả? Lúc cái giờ này uống sữa nhiều nhỉ? Lúc kia uống sữa nữa à? Lúc kia uống sữa nữa à? Giỏi vậy, chắc có lẽ là nhờ thuốc bổ đấy. Dạ. Yeah. Còn bạn kia. Bạn kia sao vậy? Cục đất. Con sao vậy? Con sao vậy gì? À, theo mình nghĩ thì có lẽ là chắc là do bé bị sang chấn tâm lý đấy mọi người. À, có thể là lúc mà bị thợ săn bẫy thì có thể là nhìn thấy mẹ bị thợ săn bắn chết, hoặc là bị dính bẫy mà gây ra cái chết của người của khỉ mẹ, cho nên là bé bây giờ mới như vậy. Thì xưa giờ mình giải cứu rất là nhiều khỉ con nhưng mà chưa thấy bé nào, nhiều trường hợp bé nào như bé này cả. À, chắc là giờ anh giúp em chờ bé đi xuống tiêm thuốc bổ. À. Tiêm cho bé thuốc bổ về là mua cái bông cổ. À. Con lên đây nào. À, thì có lẽ bây giờ mình xin dừng clip ở đây. À, mình sẽ nhờ anh Tông chở mình xuống trung tâm y tế gần nhà đấy để mà cho bác sĩ khám và tiêm cho bé mũi thuốc bổ xem thử là bé có ăn nhiều hơn không. Nếu mà không tiêm thuốc bổ, không uống sữa thì bé sẽ thiếu rất là nhiều dinh dưỡng, thì bé sẽ không mọc được nha mọi người, bé sẽ không phát triển được. Nên mình sẽ xuống và nhờ bác sĩ là tiêm thuốc bổ, vì trong thuốc bổ đó là nó sẽ có nhiều chất dinh dưỡng giúp cho cơ thể phát triển và giúp bé là có thể là ăn uống nhiều hơn nha. Chào tất cả mọi người và hẹn mọi người ở những clip sau nha. Bye bye. Goodbye, everyone. Thank you, everyone.